Xin chào tất cả các bạn, tôi là Đại Yolo. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục chuyến hành trình qua căn nhà quá dị này với Ninja the Dark Design. Như các bạn cũng đã biết ở video trước thì chúng ta vừa mới đến được cái chỗ thư viện này. Và lúc đó thì mình cũng đã biết được cho nên mình cũng đã kết thúc video trước luôn. Nhưng mà sau khi tìm kiếm loanh quanh thì mình nghĩ là mình cũng đã kiếm được cái cách để vượt qua chỗ này. Cũng hơi ăn gian tí nhưng mà mình không có muốn bỏ quá nhiều thời gian trong một cái game kinh dị như thế này. Cho nên rất là đáng tiếc nhưng mà biết sao được. Dù sao thì đây chúng ta sẽ lấy được cái tờ giấy này. Mình nghĩ là mình nghĩ là mấy cái này thì chắc bạn nào chơi cũng biết hết rồi. Còn nếu bạn nào không chơi thì có thể dừng lại cái màn hình ngay tại đây để đọc mấy cái chữ này. Mình thấy quá nhiều cho nên mình cũng không hứng thú lắm. Cho nên là dù sao thì quay trở lại với cái vấn đề hiện tại. Ở đây thì chúng ta cần phải kéo mấy cuốn sách ở trong mấy kệ này. Những cuốn sách có thể kéo được. Phải bên này ta. Ở đây hình như có cuốn, đây là mấy cuốn sáng hơn mấy cuốn còn lại. Và khi mà chúng ta hoàn thành thì sẽ có một cánh cửa bí mật được mở ra. Mình cần kéo thêm cuốn nữa đâu. Cái cuốn này hả? Từ từ. Ôi mày kiếp, ủa cuốn này kéo ra rồi mà phải không? Không kéo ra được nữa. Ủa mình thề là. Ủa kỹ ta. Ủa tại sao ba cái này ủa mình nhớ là mình kéo ra hết rồi mà. Chó chết. Không hiểu. Hay là mình còn thiếu cuốn nào nữa, từ từ. Ôi mình nhớ là tụi trên mạng nó chỉ cần kéo ba cuốn thôi là mở được cánh cửa rồi. Mình không biết là mình có làm sao. Ủa là sao? Ok, mình nhớ là mình kéo cuốn đó rồi nhưng mà không biết tại sao nó. Từ từ, để đứng đây thì dễ kéo hơn. Kéo ra bên đây đó. Nếu mình đứng trước cuốn sách đó thì mình sẽ không kéo được, thì ra là như vậy. Được hai cuốn rồi phải không? Hình như cuốn nữa ở đâu đó đây. Ở đây không, đúng rồi, đây nè. Cuốn này kéo ra. Ủa ok, vậy là vẫn còn một cuốn hoặc là hai cuốn nữa. Và nếu mà mình kéo không nhanh thì tụi nó sẽ thụt vô. Rồi hiểu rồi. Ok, giờ phải làm nhanh. Thêm cuốn nữa ở đây nữa. Đi ra đó. Cái kệ này sẽ mở ra. Ôi thật là khó khăn. Mình thề là nếu mà đứa nào không chơi sẽ không biết được cái này đâu. Chắc cũng phải mất tới 1-2 tiếng mới kiếm ra được. Cho nên mình nghĩ là mình đã làm việc đúng đắn khi mà chơi ăn gian tí xíu. Dù sao thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục khám phá cái chỗ này. Không có gì hết. Đây thì sao? Khoan, có chìa khóa nè. Lụm. Ok, mình không biết cái gì vừa xảy ra nhưng mà được rồi, mình quên mất là mình đang ở chỗ nào. Chúng ta sẽ cùng khám phá chỗ này và biến khỏi đây trước khi là có con ma hay con quỷ nó xuất hiện. Ok, bên đây có gì không? Không có gì hết. Dù sao thì mình bây giờ mình mới nhớ là ở trong cái đây nè. Ở bữa trước thì mình đậu cái vòng này là đã kiếm được cái chìa khóa vào cái hầm rượu rồi. Nhưng mà thật ra đó là cái nhiệm vụ và đó là chúng ta phải kiếm cái chìa khóa. Và bây giờ chúng ta đã kiếm được rồi. Cho nên mình nghĩ là cái chỗ tiếp theo chúng ta cần phải đến là hầm rượu. Và bây giờ thì mình không biết là nên đi được nào. Cái này chắc chắn là không đi được rồi phải không? Hai cái đều bị bí rồi. Cho nên là mình sẽ quay về. Không, đây là thư viện. Thư viện nhỏ. Ủa, từ từ, và mình đi từ hướng này tới phải không? Vậy là, ủa, kỹ ta. Trong đây không có đường. Ok, mình không biết sao. Từ từ, để thử lại. Cái thư viện này là không có. Mình không biết nữa, từ từ đi vào đây lần nữa cái coi. Rõ ràng là không có đường phải không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi lại cái thư viện lớn. Thư viện bí mật chứ nhầm. Xem qua trong đây có mở đường không. Không. Ô khoan, đúng rồi, còn cái cửa này. Ok. Được rồi, có nhiều đường quá. Mình sẽ mở thử cái này coi. Không có gì hết. Tại sao có nhiều lúc mình thấy mình lùn, còn nhiều lúc mình thấy mình cao vậy ta? Mình không biết tại sao. Bởi vì cú xuống là như thế này, đi lên là như thế này. Ok. Cửa này không vô được. Được rồi, đi nhanh lên. Đây không có. Mình đi ra từ đường này phải không? Không biết nữa. Mình nghe có con gì nó mới gào lên. Ôi
cứu tôi. Ô, đường này bị bí rồi. Trời đất ơi. Ờ, mình không có biết là con nào nó mới tạo ra cái tiếng đó, nhưng mà khủng khiếp quá sức. Ok. Đó, đó, đó. Mình mới nghe tiếng gì nữa. À, mình sẽ đi về hướng này. Và cái sảnh lớn nó đi từ hướng nào ra ta được. Tự nhiên quên mày á. À, đúng rồi, đây à. Đây là cái sảnh lớn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái hầm rượu để xem ở dưới đó có gì hay không. Thật là khủng khiếp. Và mình nghĩ là từ cái video này trở đi thì mình cũng sẽ chăm sử dụng mấy cái hộp mồi lửa hơn là cái đèn, bởi vì đèn thì what the fuck. Ok, mình nghĩ là mình đạp lên này thì sẽ mất máu. Được rồi, rút kinh nghiệm. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi xuống cái hầm rượu. Ôi trời đất ơi, khủng khiếp. À, mình nhớ là cái hầm rượu nó ở ở đây phải không? À, ở đây thì sẽ có một, có hai cửa, một cửa đi xuống, cửa đi qua, và cửa đi xuống ở chỗ này thì vậy. Đúng rồi, đây là cái hầm rượu. Ok, phải sử dụng chìa khóa để mở và đồ mà cái đèn của mình thì chỉ còn có 25 thôi. Nạp liền. Và ok, máu mình vẫn đầy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ giữ cái cửa. Mình sử dụng chìa khóa để mở cửa vào hầm rượu. Ôi trời đất ơi. Cho đến lúc này thì mình vẫn chưa gặp quái vật, nhưng mà chừng đó thôi cũng để đủ để làm mình sợ tới đái rồi. Trời đất ơi, khủng khiếp. Đây không có gì hết hả? Ok, tắt bớt điện và mình sẽ đi xuống xem thử coi có gì không. Turn on light and light. Cái dòng nó mới hiện ra, nghĩa là mình đứng trong tối thì sẽ dễ bị điên hơn. Và chúng ta cái gì trong này có gì không? Khủng khiếp. Đúng rồi, mình nói là mình sẽ sử dụng mấy cái này hơn là, trời đất ơi tối quá má. Mình tưởng là nếu mà thắp cái nến như thế này thì chúng ta sẽ có được nhiều ánh sáng hơn, nhưng mà rõ ràng là không phải vậy. Cái hộp này mở rồi, từ từ phải sử dụng này rồi. Không có gì hết. Rồi cái hộp cuối có gì không? Không luôn. Ôi trời đất ơi. Cái gì? What's happening? Oh, it feels like my chest is going to burst. My God, Wilhelm, do something! Accept it. We're not getting out of here. How can you say that? Alexander, you piece of shit! Let us out of here! Ok, cái đoạn hội thoại nãy mình không có thấy có ý nghĩa gì đối với cái game này, nhưng mà sao cũng được. Mình sẽ đi ra khỏi chỗ này bằng cách nào đó. Nói chung là cửa này là không được nè. Mình sẽ thử cửa này. Trong đây thì tại sao lại có mấy cái vạch nãy đây? Cái này là Cup Ride. Oh, mình nhớ cái chỗ này nè. Cái này là nó cũng có trong Amnesia Machine for Pigs. Ok. Ủa hồi nãy mình đâu có đóng cửa đâu phải không? Ôi chó chết. Thật là khủng khiếp. Mình sẽ đi qua thử cửa này. Ôi trời đất ơi. Đóng cửa lại. Và thắp cái này lên. Mình thấy cái đuốc đây nè. Đó. Vậy đỡ hơn rồi. Mình sẽ lấy mấy cục đá này và từ từ. Lậm và đẩy như thế này. Ok, như vậy thì mình sẽ chặn được cái cửa. Ok, như vậy thì mình nghĩ là mình cũng sẽ an toàn từ cái tụi ở bên ngoài, bất kể là tụi nào. Mình không biết là cái một cái được. Ôi trời đất ơi, để như vậy thì tụi nó vẫn vô được. Từ từ. Đây, ok. Rồi được rồi, như vậy thì mình sẽ an toàn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá cái phòng này. Một hộp mồi lửa. Này là gì đây? Wow. Oh my goodness. Cái này tuyệt vời.
nếu cái này bây giờ thì chúng ta có vô hạn dầu, đi khi nào hết dầu thì chỉ cần quay lại mấy cái máy này là chúng ta sẽ được hồi. Tuyệt vời. Hey hey. Mình sẽ lấy cái này là anh đây không có gì hả? Còn cái nữa nè. Cái này là cái gì đây? Qua đây tí. Ôi trời đất ơi, Ok, mình không biết là mình đã dậy chưa. À được rồi. Vậy cái thùng này đè lên người thật là khủng khiếp. Nhưng mà mình vẫn còn dầu và vô đây thì và bây giờ thì chúng ta lại có đủ dầu nhưng mà bị kẹt rồi. Mình nghĩ là mình sẽ phải tìm đường để đi ra khỏi chỗ này. Không có luôn. Ôi chó chết. Ok, mình nghĩ là mình sẽ phải dời mấy cột này ra. Từ dời cái này ra đây. Qua đây. Dời cột này ra. Ok, vậy chắc được rồi hả? Qua đây một cái nữa. Giờ mấy cục đá này ra ngoài. Sao cục này khó đi quá vậy? Ok. Đẩy này ra ngoài. Và mình nghĩ là chỉ cần cục này nữa thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài đây. Ok, mình không biết cái gì sẽ xảy ra nhưng mà sao cũng được. Phòng này mình đi rồi phải không? Từ từ trước đó thì mình sẽ hồi dầu. Thật là khủng khiếp. Ôi mẹ kiếp. Vậy là mấy cái thùng này là có giới hạn chứ không phải là vô hạn. Ok. Được rồi, nãy giờ mình đã phí phạm quá nhiều dầu rồi. Và mình nghĩ là mình đã khám phá ra ba cửa này phải không? Vậy là chỉ còn chỗ để đi thôi. Một cái cửa này và một cái cửa này nữa. Ôi trời đất ơi, có tắt đèn đi bởi vì nó mới nói là sẽ có kẻ thù tới. Mình sẽ đi vào cửa này và trốn. Tại sao mình làm vậy? Mình nghĩ là sắp tới sẽ có kẻ thù cho nên chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị tâm lý. Và bây giờ thì mình không nghĩ là mình có đủ gan để đối mặt với mấy con quỷ trong đây. Cho nên mình nghĩ là đây cũng sẽ là kết thúc cho video này của mình. Thật là xin lỗi các bạn nếu mình cư xử như một thằng hèn. Nhưng mà mình nghĩ là tim mình nhỏ và gan mình nhỏ cho nên trong khoảng thời gian tới mình sẽ phải chuẩn bị tinh thần rất là nhiều. Như sao thì rất cảm ơn các bạn đã xem, like và subscribe nếu các bạn thấy video này thú vị. Nếu các bạn có ý kiến gì cứ để phần comment dưới, mình sẽ đón. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục những video tiếp theo. Tiếp theo thì có thể không, chắc chắn là ngày mai mình sẽ tiếp tục up thêm một video nữa thay vì cách ngày như bình thường. Nhưng mà dù sao thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục sau. Mình là Đại Vô Long, xin chào.